Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Đàm Vĩnh Hưng bị tai nạn, chảy máu đầu khi, đang biểu diễn trên sân khấu, trong khi, đang hát, thì dụng cụ trang trí sân khấu va trúng đầu, khiến cho Đàm Vĩnh Hưng phải, vào bệnh viện băng bó vết thương. Khuya 8 tháng 1, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh của mình trong bệnh viện với đầu cuốn băng trắng. Đang, được các nhân viên y tế chăm sóc. Đây là một tai nạn mà anh gặp trong lúc đang biểu diễn tối qua, một dụng cụ trang trí sân khấu va trúng đầu khi nam ca sĩ di chuyển trong lúc hát nhìn tưởng nguyên, cỗ máy đồng hồ cũ thấp tè lè ca sĩ, vũ công hay MC gì muốn ra ngoài phải chui qua cái máy chém này, xui như tôi là bị dính, và máu cứ thế phun ra thôi. Tôi, đã suy nghĩ rất nhanh, để có quyết định gồng mình hát tiếp, Đàm Vĩnh Hưng kể lại. Theo Đàm Vĩnh Hưng, nếu lúc đó anh dừng hát đi vô bên trong liền, thì khán giả, sẽ náo loạn, sau đó Đàm Vĩnh Hưng đến bệnh viện kiểm tra thì vết thương ở đầu của nam ca sĩ không quá trầm trọng không vá vì phải cạo tóc đành phải chịu dịt vết thương lại theo kiểu này vậy đàm vĩnh hưng cũng lên tiếng trách móc bộ phận thiết kế sân khấu không chú ý đến yếu tố an toàn cho nghệ sĩ để gây ra tai nạn như vậy là điều khó chấp nhận được mấy cái này ở nước ngoài là chuẩn bị kiếm tiền đền tôi há tuy do vết thương không trầm trọng mấy nên nam ca sĩ có vẻ dịu giọng thôi thì lâu rồi không được nhõng nhẽo vì chẳng có ai để mà nhõng nhẽo, nay có cơ hội này làm mình làm mẩy với các fan và người thân chút. Theo Đàm Vĩnh Hưng năm qua là năm tuổi của anh, nên anh thường gặp những điều không may mắn, tai nạn đêm qua là chuyện sinh nghề tử nghiệp, còn mười mấy ngày nữa. Thôi ông trời ơi, đừng thử thách con nữa. Anh than vãn, sáng 9 tháng 1, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với người hâm mộ rằng sức khỏe anh đã ổn, anh gửi lời cảm ơn fan trong và ngoài nước các anh chị em bạn bè, người thân đã hỏi thăm an ủi động viên. Đàm Vĩnh Hưng cho biết, Hưng đã về tới Sài Gòn và từ sân bay đi thẳng đến bến xe Củ Chi để lao vào hóa trang và chụp hình cho bộ ảnh xuân 2020 với một dàn diễn siêu nổi tiếng nên cô thể dừng lại được. Nếu cách đọc của tôi không được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.